ai đã từng lên tới đây, lên tới suối hồ hay còn gọi là suối Ba Ra, thì lên chơi thì không tắm thì không về nha quý vị. Suối này rất là đẹp, ai lên tới đây mà không tắm thì bỏ lỡ, rất là phí. Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt trên đường đi vô suối Hồ hoặc suối Ba Ra thuộc xã Đà Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Con suối này rất lâu rồi mới trở lại đây, từ thời học sinh tới bây giờ. Chắc ai ở Đà Lãnh thì cũng biết suối này như thế nào nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi vào trong để xem tham quan lại những kỷ niệm thời học sinh đã từng trốn học lên đây suối Hồ để tắm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo tôi nhé, xin mời quý vị. Đã lâu rồi không trở lại nơi đây, không biết cái suối Hồ hôm nay như thế nào nữa. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi vào trong để xem, ôn lại những kỷ niệm. Xin mời quý vị. Phía sau lưng của quý vị đây là suối Hồ, hay còn gọi là suối Ba Ra. Nó vẫn vậy thôi quý vị à. Nước, cái mùa này nó hơi cạn nha quý vị. Ít nước. Suối vẫn còn đây, đó, cục đá kia nó vẫn còn. Mà tiếc là mùa hè này nước nó hơi cạn. Nước nó hơi cạn nhưng nước vẫn mát nha quý vị. Nước rất là mát. Bây giờ quý vị cùng tôi đi lên phía trên kia, phía trên là khúc trên á, để xem thử xuống này có thay đổi gì không hay là vẫn như vậy. Xin mời quý vị cùng tôi. Phía sau lưng của quý vị đây là con suối từ trên đầu nguồn chảy xuống, rất là mát luôn quý vị. Nước này rất là mát, chảy trên đầu nguồn xuống tạo thành một con suối rất là lý tưởng. Mùa hè lên đây tắm là không phải nói nữa, rất là đẹp nha.
Có thể nói ở Đà Lạt mà có lưu trú này thì lên đây tắm thì mát trời ông địa quá quá sẽ là đã luôn. Giữa trưa hè nóng thế này là lên suối tắm là rất là lý tưởng. Khu xuống này nằm ở nằm trong địa phận xã Đà Lạt, cũng nơi rất gần, không có xe lắm. Suối đẹp không quý vị? Rất là đẹp và phải không? Đưa mà cảm giác thấy lạnh luôn đó. Con suối này nằm trong địa phận xã Đà Lạt nên cũng rất gần. Quý vị nào ở gần đây thì lên đi tắm. Trời ơi, mùa hè này lên tắm là mát trời ông địa, rất là đã. Xuống đây là cảm giác ma lạnh, rất là tê người. Xin mời quý vị cùng tôi đi lên trên nữa, phía sau có một cái thác nữa. Xin mời quý vị cùng tôi đi lên trên để xem trên đó có thay đổi gì không. Xin mời quý vị. Wow, nước chảy rất là đã, rất là mát, rất là tuyệt vời khi được bước chân lên đây. Đẹp không quý vị? Đứng sau lưng tôi đây là con thác trên cao cùng. Thác này chảy trên đầu nguồn chảy xuống qua con đá này, chảy xuống tạo thành cái thác rất là đẹp nha. Đẹp không quý vị? Đẹp tuyệt vời. Mùa này mùa hè hơi ít nước, thường thường là mùa đông nước chảy rất là xíu, chảy qua cũ hết cái tảng đá kia luôn. Chạy xuống nhìn rất là đẹp, rất là phê. Ở Đà Lạt có con suối này rất là đã, không thể nào mà không thể lên đây được. Suối rất là đẹp nha quý vị. Suối đây ở đây mà không ai tắm là thì bỏ lỡ phí. Nói chung là ở Đà Lạt có con suối này thì rất là tuyệt vời. Mùa hè cũng như mùa mưa nước vẫn không bao giờ cạn, vẫn cạn mà ít thôi, không qua hạn chế không hết được, mà có nước để người dân dùng. Con suối này đẹp không quý vị? Chỗ đây rất là đẹp nha. Nhìn con suối này rất là đã mắt.
ai đã từng lên tới đây, lên tới suối hồ hay còn gọi là suối Ba Ra, thì lên chơi thì không tắm thì không về nha quý vị. Suối này rất là đẹp, ai lên tới đây mà không tắm thì bỏ lỡ, rất là tiếc.